Tôi thì tôi cũng không nghĩ đến đó, nhưng mà tôi nhớ tới một cái câu của một cái anh gọi là một cái anh gọi là anh Nguyễn Ngọc Lập đó, anh Nguyễn Ngọc Lập, anh ấy gọi là cái chương trình của anh ấy là Độc thoại gì đó độc thoại Nguyễn Ngọc Lập. Thì hắn ấy có một câu chí lý lắm, hắn ấy nói rằng thì là vua nước nhỏ thì như là con thỏ bị đuổi ra để cho người ta săn bắn. Bởi vậy đó bác, ý cháu nói là vậy đó, tức là nếu mà mình hiểu được, mình mặc dù nói là được đưa về hay là được dân chúng bầu đi, tức là bây giờ mình đang là nguyên thủ quốc gia, là hồi đó dùng từ gì bác, tức là tổng thống của Việt Nam đi, đúng không ạ? Khai sinh ra đệ nhất Cộng hòa. Nhưng mà mình phải hiểu, nói như ông Nguyễn Ngọc Lập, mình là vua nước nhỏ, còn không mình phải hiểu cái vai trò của mình, đúng không ạ? Là người ta sử dụng mình hoặc là người ta chấp nhận mình để hợp tác với mình, đúng không ạ? Để ủng hộ mình trong cái vai trò đó. Nhưng mà mình phải hiểu là tính cách giai đoạn, đúng không ạ? Tính cách giai đoạn nó khác với cái suy nghĩ của cái thời xa xưa phong kiến là thiên mệnh, đúng không bác? Tức là đây là cái tao là trời giao cho tao cái trọng trách này, tao là tiền đồn chống cộng, có nghĩa là tụi bay có trách nhiệm phải gọi là cung phụng, phải phải đi theo hầu hạ để mà viện trợ cho tao. Bác hiểu chứ, là hai cái nó khác nhau, bởi vậy cháu mới dùng cái từ ảo tưởng vai trò, đúng không ạ? Nếu mà mình biết cái vai trò của mình nó thì mình phải tùy cái thế. Bây giờ người ta đang cần mình, đang muốn chống cộng thì người ta sẽ viện trợ cho mình, nhưng mà đến lúc người ta không muốn chống cộng nữa, người ta sẽ rút, thì mình phải Đấy, có cái sự tính toán. đấy, thành ra gần 30 tháng 4 là ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lúc bấy giờ của Việt Nam Cộng Hòa đó, tức là ông ấy xin viện trợ, thì tất nhiên là cái phong trào phản chiến cũng có, và cái thứ hai là người Mỹ mà nó thấy rằng cái vai trò của miền Nam Việt Nam xong rồi, Dạ, cái là nhu cầu. cái nhu cầu nó hết rồi, Dạ. thành ra xin nó không cho. Và tôi nhớ rằng thì là có một cái ông nào mà là thượng nghị sĩ McCain hay là cái ông nào đó, ông ấy nói rằng thì là không cho thằng này một đồng xu, một xu nhỏ. Bởi vậy thưa bác, cháu nói thì nó hơi phũ phàng, cháu xin lỗi, có thể này cháu chủ quan thôi. Giống như Đài Loan cũng vậy, đúng không ạ? Hoặc là mình thấy sau này là bên Afghanistan thì A Phú Hẻ người ta bị rớt vào cái thế giống hệt Việt Nam Cộng Hòa, đúng không ạ? Có nghĩa là khi mà Mỹ không có nhu cầu để mà ở lại đó, đúng không ạ? Để bảo vệ hay là để gọi là nó gọi là gì, occupy, đúng không ạ? Tức là cháu không biết dịch từ gì cho nó chính xác, tức là đóng quân ở đó, đúng không ạ? Thì người ta sẽ rút về, thì mình chưng hửng là mình trọng võ, mình gọi là thực thụ. Nhưng Đài Loan, đúng không ạ? Tại sao Hoa Kỳ lúc đó nó cũng bỏ rơi Đài Loan, mà họ cũng bỏ rơi Đài Loan, phải không ạ? Họ đã đồng ý cho Trung Cộng trở thành đại diện chính thức cho người dân Trung Hoa ở Liên Hiệp Quốc, có phải vậy không ạ? Nhưng cháu xin lỗi, có thể đây là cháu hơi chủ quan, nhưng mà có thể Đài Loan họ rất khôn khéo, họ nói bây giờ tao không còn là đồng minh quân sự của mày nữa, nhưng mà tao sẵn sàng hạ mình xuống để làm là gia công, gia nô, lao nô cho mày. Bác nhớ trước khi mà Trung Cộng trở thành là cái là lao công cho thế giới đó, đúng không ạ? Tức là sản xuất hàng cho khắp thế giới trước đây mấy chục năm đó, thì là Đài Loan. Bác nhớ mà ông Minh Phụng mà bị Việt Nam xử tử đó, là ổng là những cái người mà ký được hợp đồng với Đài Loan để mà gia công cho Đài Loan, và Đài Loan là cái giống như một cái người nó gọi là subcontract, đúng không ạ? Tức là được cái người nó gọi là gì, bác, được hợp đồng để mà gia công. Tức là lúc đó Mỹ họ không thèm làm những cái công việc, đúng không ạ, gọi là lao động tay chân, hoặc là làm ảnh hưởng môi trường, hoặc là thấp kém, không có được nhiều tiền, như là may, làm giày, may áo, đúng không ạ, hoặc là làm mấy cái tường nhựa. Thì cháu xin lỗi bác, Đài Loan, đồ mây che đó, dạ, Đài Loan họ thu hết. Thành ra làm sao, cháu xin lỗi, giờ cháu nói cái này nó chủ quan, có thể họ nghĩ mày sẽ không giữ tao là đồng minh quân sự, nhưng mà bây giờ tao chấp nhận làm cái thằng gia nô cho mày, thì mày sẽ phải bảo vệ tao, có phải vậy không ạ? Tại vì tao trở thành là cái
cái thằng thầu coi như là làm láo nô cho mày má. Đúng không? Bắc thì bao nhiêu những cái dịch vụ sản xuất hàng hóa gì là Đài Loan họ thầu hết, nhưng mà họ phải binh được cái đường là hồi xưa họ chấp nhận làm lao nô. Đúng à, ông sai tôi làm cái gì, quét nhà rửa chén lau chùi cầu gì tôi làm hết. Nhưng giống như ông Ngô Tuấn Kiệt cũng nói đó bác, họ âm thầm họ học hỏi để bây giờ họ là cái người mà làm ra cái chip computer là quy mô nhất thế giới, phải không ạ? Thì bây giờ họ mới vươn mình được. Nhưng mà muốn bảo vệ được mình thì không thể nào mà cứ là đứng đó mà chống đối bây giờ mày phải tiếp tục viện trợ tao, không là tao là rút quân đầu bé đứt to thử có ai chết. Thành ra ông Ngô Kỳ là ông mới đóng được cái vai trò là những cái người chống cộng cuối cùng, đúng không ạ? Nhưng mà thức thời ông có thấy rằng thì là ông ấy là một cái bánh xe sơ cua một cái con chip một cái bánh trong những các cái lúc mà trong những cái lúc mà cuối cùng của cái sân khấu chính trị thế giới thì ông này là những cái người cuối cùng ông ấy đấu thầu được, tức là trên danh nghĩa các anh không thể bỏ tôi được, tôi đứng ra tôi bắt đèn, tôi là một loại chí phèo, tôi bắt đèn các anh dụ dỗ tôi để mà chống cộng, thì giờ này tôi níu áo các anh thành ra từ khi mà Ngô Kỳ mà tự đặt mình là chí phèo đó là tôi thấy rằng hắn ấy thấm thía, hắn ấy cũng hiểu nhưng mà và khi mà chí phèo thì cái vai trò của chí phèo trong ý nghĩa của nó tức là một thằng bắt đèn lịch sử, níu áo người khác nói rằng mày lừa tao, tao làm gia công cho mày, tao tưởng rằng thì là đấy là tao tưởng rằng đấy là lý tưởng cờ vàng của tao, tao sơn xe ra chiếc mà tao không ngờ rằng thì là cái cờ vàng của mày đã chúng mày đã bán nhau, chúng mày đã đi trên đầu tao rồi, thì bây giờ không biết là cái xe cờ vàng ba sọc đỏ của tao chôn đi đâu, hay là trong cái di chúc của tao thì thay vì lấy cái hòm áo quan gỗ thì Ngô Kỳ nên có cái di chúc là chôn tôi trong cái xe cờ vàng ba sọc đỏ, tôi thấy nó mới thấm thía thưa anh. Dạ vâng thưa bác, có thể là bác nhiều khi có thể bác cũng biết mà bác không thèm nói thôi, hoặc là những cái người mà ở đây người ta cũng không có nhiều thời gian để mà đào sâu tìm hiểu mà quan sát theo dõi đó bác, thì có thể nghĩ là ồ Ngô Kỳ bây giờ là chống cộng rồi, bây giờ như bác nói cái phong trào chống cộng hoặc là cái tiền đồ chống cộng nó không còn ăn khách, không còn kiếm sống được nữa, không có tương lai thì họ mới phải tìm cách họ hạ màn, họ chào ra, đúng không ạ? Nhưng mà cháu thì cháu nghĩ ngược lại, cháu nghĩ là cái chuyện cái ngày hôm nay mà như bác nói là cái kết cuộc của cái gọi là phong trào chống cộng đó, nó có cái kết thúc như ngày hôm nay là thật sự hoàn toàn nằm trong cái sự xếp đặt của bên Đảng Cộng sản Việt Nam và những cái người góp phần thực hiện để mà có được cái kết cuộc ngày hôm nay thì có vai trò của Ngô Kỳ. Có nghĩa là những người như Nguyễn Phương Hùng, Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Quang Trường và là những người bây giờ đã lộ mặt ra, đúng không ạ? Tức là họ công khai họ đầu quân cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, họ muốn gọi là bắt tay, họ muốn có được một cái chỗ đứng, có được một cái vai trò, họ sẵn sàng ca tụng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đúng không ạ? Đó là cái mặt nổi. Còn đối với cháu thì những người như Trần Nhật Phong và Ngô Kỳ thì như bác nói trên con đường này là có phải cách đây mười mấy năm là của tòa soạn tuần báo Việt Weekly, có phải vậy không ạ? Và cái người mà lúc đó là tổng thư ký là etc. Nguyễn Quang Trường, và cháu không biết lúc đó họ có là muốn quy thuận Đảng Cộng sản Việt Nam chưa, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng bây giờ anh Nguyễn Quang Trường ảnh đã về Việt Nam và ảnh đã được nhận cái giải búa liềm vàng, và ảnh khoe là ngày mùng năm này là còn 3 bữa nữa, 2 bữa nữa ở Việt Nam. Thì
Đảng Cộng sản Nhà nước Việt Nam sẽ lại tổ chức, đúng không ạ, một cái giải để mà vinh danh những người làm báo và kể cả những người làm báo ở hải ngoại. Và một cái người mà được cũng là được ảnh bắt cầu đó, được, tức là anh Nguyễn Quang Trường bây giờ ảnh gần như đóng một cái vai trò nhịp cầu, hay là nói theo tiếng Anh là Kingsmaker, đúng không ạ? Tức là mình ở đằng sau mình dựng lên những nhân vật như Hoàng Duy Hùng, mình tạo điều kiện để họ trở về, họ nắm giữ những cái vai trò và nhận được những cái giải thưởng. Thì anh Nguyễn Quang Trường anh mới khoe tức thì hôm qua là ngày mùng năm này ở Việt Nam, thì anh sẽ đứng ra anh nhận cái giải thưởng cao quý, giải toàn quốc, giải cho một cái bài viết của người nước ngoài mà Đảng Cộng sản Việt Nam trao cái giải toàn quốc cho một người gọi là bạn của anh, mà nói một cách nôm na là một cái người do anh đào tạo, anh xây dựng hoặc là anh móc nối, giống như Hoàng Duy Hùng, đúng không ạ? Thì ý cháu nói đây là bây giờ là Nguyễn Quang Trường là đã công khai rồi, đã không che giấu cái thân phận, cái vai trò của Nguyễn Quang Trường. Nhưng mà cháu có thể gần như không có dám khẳng định 100%, nhưng mà cháu có thể dám kết luận và hôm nay cháu công bố là Ngô Kỷ và Trần Nhật Phong thì trên con đường này mười mấy năm trước là làm việc với Nguyễn Quang Trường ở tòa soạn Việt Quyết Liên, có phải vậy không ạ? Thì họ từ đó cho đến giờ họ vẫn âm thầm bắt tay với nhau, làm việc với nhau và vẫn đi cái con đường giống như Nguyễn Quang Trường thôi. Bác hiểu cho nó ạ? Có nghĩa là những cái gì mà Trần Nhật Phong và Ngô Kỷ mà to mồm mà chửi cộng đó, nó chỉ là cái mặt nổi, nó chỉ là cái bình phong để mà họ là hợp tác, phối hợp, mà nó gọi là nhảy đôi á, đúng không ạ? Múa đôi với Nguyễn Quang Trường. Nguyễn Quang Trường là công khai về Việt Nam đầu quân để mà kêu gọi, để mà móc nối, để mà tạo điều kiện cho những người muốn triều hồi, muốn quay về quy thuận triều đình. Thì ngoài đây Trần Nhật Phong và Ngô Kỷ to mồm giả vờ chửi cộng, nhưng mà thật sự là phá nát cái cộng đồng này, đúng không ạ? Như hôm nãy mình nói, hài hước hóa, hề hóa, tầm thường hóa cái công việc gọi là chống cộng. Bác hiểu cháu nè, để mà ngày hôm nay nó có cuộc kết cuộc ngày hôm nay là có sự đóng góp tiếp tay của Ngô Kỷ và Trần Nhật Phong, tức là hạ nhục cái uy tín của những người đối lập với chính quyền Việt Nam, là những người chống cộng, những người tự xưng là người Việt quốc gia đó. Thì không phải là bây giờ cái phong trào này nó gì bác, nó về chiều mà họ hạ màn, mà thật sự họ đã hoàn thành xuất sắc cái vai trò của họ rồi. Bây giờ họ tìm được và rút vâng, dạ. Thành ra mới được gắn huy chương, dạ, đó được có giải thưởng. Cháu sẽ không ngạc nhiên khi một thời gian rất ngắn sau đây Trần Nhật Phong cũng công khai giống như Nguyễn Quang Trường sẽ được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ca tụng gắn huy chương và về Việt Nam nhận huy chương cũng như Ngô Kỷ. Tôi cho rằng thì là họ cũng không tự ý thức rằng thì là mình đóng cái vai trò nào, phải không ạ? Có thể là như nó, vậy. Nó là những cái dòng sông, những cái dòng sông rồi cuối cùng nó chảy ra biển, nó đi vào những cái dòng sông lớn, đây là những cái dòng sông nhỏ. Thành ra khi mà có một vài người cũng kết án Nguyễn Quang Trường với gì đó thì là thì không biết là có phải ông ấy nói chuyện này thì là cái chuyện là cái đóng góp của tôi nó còn sâu cả cái đầu tiên thì phải kể đến ông Nguyễn Cao Kỳ, ông Nguyễn Cao Kỳ, ông nhà nhạc sĩ Phạm Duy và Thích Nhất Hạnh, thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đây là ba những người đó đại thủ về, để điều tiêu biểu cho tiêu biểu trở về Việt Nam. Thế nhưng mà ở trong lịch sử thì nó oái oăm, có những người mà về Việt Nam đi quá sớm thì cũng chết yểu, giống như Nguyễn Phương Hùng. Vâng, hoặc là đấy là như là Nguyễn Cao Kỳ. Nguyễn Cao Kỳ nhưng mà ít nhất trong nghĩ Nguyễn Cao Kỳ cũng có được một số những cái đó là đúng không ạ, là những cái thu hoạch gì đó chứ không phải. Thì ông Nguyễn Cao Kỳ thì tôi nhớ rằng thì là
ông này thì là một trong những người mà gọi là cao bồi, thế nhưng mà khổi bò, nhưng mà nó mang một cái tính cách hào hùng, của một thời Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì rằng thì là có lẽ cái vai trò đó nó hợp nhất của cái miền Nam, nó mang một tính cách nó là tạm bợ, mang tính cách được thuê mướn, được dùng mà thuê mướn để mà làm một cái mặt trận chống cộng, thì tới bây giờ cái sứ mạng nó hoàn thành rồi, hoặc là bây giờ cái job nó ấy rồi, người ta không thuê nữa, người ta không thuê nữa, thì mình nếu mà mình là những cái con người ý thức đó thì tôi cho rằng thì là mình nên có cái thái độ như là Nguyễn Quang Trường, có thái độ như là Nguyễn Phương Ngọc, tức là công khai minh bạch, vâng, đúng không? Vâng, đừng có lập như bác nói lập lòe. Vâng, đó, lập lòe lại thương tiếc cái này để thương muốn cả cái này cái kia, cái thái độ nó không phải là cái thái độ của một người quân tử, hay là của một người yêu nước, hay là của một con người, kể cả cụ thể nó là một nhà truyền thông, một người làm báo, đúng không? Một con người có liêm sỉ. Dạ, thành ra có mấy người kia mới cứ khoe rằng thì là ông tiến sĩ này, ông tiến sĩ kia, tôi nói chuyện rằng thì là bà mẹ Việt Nam không biết đọc biết viết nhưng mà biết yêu nước, đã hiến cả 7 đứa con, 10 đứa con của mình đi làm việc nước, trốn tránh, đi vào thành, đi từ chiến khu đi vào thành, vân vân, tất cả những cái đó, bao nhiêu cái đó nó đóng góp vào trong cái công lao đó, và cái công lao đó cái bà mẹ Việt Nam điển hình đó là người ta con người ta chết người ta thương lắm chứ, đứa con rứt ruột ra mà dâng cho tổ quốc, thì mình mới thấy rằng thì là cái đóng góp của cái bà mẹ Việt Nam nó lớn như thế nào. Có nghĩa là lòng yêu nước, liêm sĩ và cái nhân phẩm của con người nó không được đánh giá mà chỉ qua cái học vị, qua cái địa vị, qua cái đúng không ạ? Vâng, thành ra tôi thấy rằng thì là ông khi mà về Việt Nam đó thì ông Nguyễn Cao Kỳ ông ấy nói một câu tôi thấy được, ông ấy nói chuyện này thì là người Việt Nam nào thì cũng muốn thống nhất đất nước, cái chia đôi đất nước cho đấy là những các cái oan khiên của lịch sử một giai đoạn nào đó đối với thế giới, vì thế giới nó chia, ông Nguyễn Cao Kỳ ông nói chuyện rằng thì là ở miền Nam chúng tôi cũng muốn thống nhất đất nước, và nhưng mà bây giờ miền Bắc họ làm được rồi thì chúng tôi chấp nhận, tự dưng lại mà mang ra nhất định là phải là để tôi thống nhất mới đúng hay là gì đó. Tức là họ không thấy được sâu xa của cái vấn đề, đúng không ạ? Tức là cái cốt lõi của vấn đề, hoặc là như bác nói cái đáy của vấn đề, mà họ chỉ thấy cái ngọn thôi. Từ là họ nói là cộng sản là độc tài, thật ra phải chống, thành ra họ chống cộng, tức là họ chính nghĩa, mà là họ chống cộng, họ là chính nghĩa, thành ra phải theo họ, phải nghe lời họ. Còn ai mà không nghe lời họ, không cùng phe với họ thì đều là tay sai cộng sản, đều là phi nghĩa, giống như Ngô Kỵ nói. Nhưng mà thật sự Ngô Kỵ biết cái chuyện đó mà hắn ta chỉ to mồm, hắn ta là láo xạo thôi. Dạ. Vâng, theo tôi thì lấy cái clip mà hôm qua mà Khải Đào, hôm vừa rồi mà Khải Đào đưa lên đó, thì tôi thấy rằng thì là Ngô Kỵ cũng không phải là đối lý, nhưng mà nửa Ngô Kỵ là một cái loại già mồm. Dạ đó. Thế nhưng mà ít nhất thì hắn ấy làm một cái kết luận mà tôi thấy thì là nó quá
nó quá thực thà, thực thà dại dột, tức là nói chuyện rằng đây là một cái game của tôi thì tôi chết thêm. Thế hóa ra mấy chục năm nay là Ngô Kỳ biết rằng mình cờ vàng ba sọc đỏ, biết rằng mình làm cái chuyện chống cộng chỉ là một cái game mà thôi. Thì cháu biết như vậy mà bác, bởi vậy bác thấy cháu bao nhiêu lâu nay bác thấy cháu không có cái sự kính trọng đối với Ngô Kỳ là vậy. Cháu biết anh ta chỉ diễn thôi, tức là anh ta biết anh ta có cái khả năng, nếu không nói là cái tài năng diễn đóng nhập vai đó và xuất sắc, bởi vậy bác mới cũng phải xác nhận là anh ta có chỗ đứng, đúng không ạ? Trong lịch sử cái cộng đồng này, trong lịch sử mà công cuộc chống cộng ở cái vai trò được gọi là chí phèo bù xa, đúng không ạ? Nhưng mà đối với cháu hiểu, cháu không dám nói là cháu biết hết tất tần tật, nhưng ít nhất cháu thấy được vấn đề nhiều hơn một số người khác. Thành ra cháu thấy anh ta chỉ là diễn nhập vai để mà đóng cái vai trò đó thôi, chứ cũng không có cái gì gọi là phải nói là anh ta sống thật một cái con người của anh ta thì không có. Vâng, thưa anh, thành ra tôi cho rằng thì là hắn ấy cũng gọi là nhà đấu tranh, nhưng mà tôi cho rằng thì là hắn ấy cũng là nạn nhân của thời cuộc. Bởi vậy đó bác, bây giờ cho phép cháu từ cháu chứng minh, đúng không ạ? Mà bác nhớ hồi nãy cháu nói là đây, trên con đường Main Street này là hồi xưa là trụ sở tòa soạn của Việt Quickly, đúng không ạ? Mà bây giờ gần như mình không nói đến anh chàng Lê Vũ, có lẽ bác rành về Lê Vũ hơn. Cháu chỉ nói là lúc đó là Nguyễn Quang Trường là tổng thư ký, thì bây giờ cháu cứ tạm gọi là con chim đầu đàn, đúng không ạ, của cái nhóm Việt Quickly. Mà bác nhớ hôm bữa mà bác rủ cháu đi đến mà ở cái tiệm ăn gì mà trong đó có anh chàng nhiếp ảnh gia cái gì Linh đó, rồi thêm đó là do Dr. Yêu, đúng không ạ, mời bác đi, thì vô tình là cháu có hẹn làm chương trình với bác, thì bác rủ cháu đi theo luôn. Thì cháu đến đó thì gần như là Nguyễn Quang Trường là ngồi chủ tọa, đúng không ạ, thì chung quanh có Châu Đỗ Vinh, có rất nhiều người, kể cả Nam Quan cũng có mặt ở đó, đúng không ạ? Thì cháu nhìn quanh thì cháu có thể cháu cảm nhận được là Nguyễn Quang Trường là công khai tụ họp, giống như kiểu Lương Sơn Bạc hồi xưa là những cái đó gọi là gì bác, tức là những cái thân hiếu của mình, lại cháu không muốn dùng những cái từ nó cổ xưa, đúng không ạ, không dám nói là đàn em hay là huynh đệ gì, nhưng mà nói chung những người từng làm việc với Nguyễn Quang Trường ở Việt Quốc, thì ít nhất bữa đó cháu thấy là tụ tập có Ngô Kỵ, đúng không ạ, có Nguyễn Hồng Phúc, có Châu Đỗ Vinh, rồi có cái anh nhiếp ảnh gia gì cái gì linh Trịnh dạ. Quang Linh đã Trịnh Quang Linh, đúng không ạ, thì cháu mới cảm thấy là Nguyễn Quang Trường muốn quật khởi, đúng không ạ, coi như là Lê Vũ bây giờ không còn là cái vai trò giống như hồi xưa nữa, thì bây giờ Nguyễn Quang Trường sẽ đảm nhiệm cái vai trò đó, con chim đầu đàn. Tức là bữa đó chỉ có không có mặt Vũ Hoàng Lân thôi, đúng không ạ? Thì cháu muốn nói đây, bởi vậy cháu mới nói là những cái người này, Trần Nhật Phong rồi Ngô Kỷ, là họ vẫn âm thầm, họ không dám công khai thôi, nhưng mà họ vẫn phục tùng, họ vẫn sát cánh, họ vẫn làm việc chung với Nguyễn Quang Trường. Bác hiểu cháu không ạ? Chứ không có cái chuyện họ đối đầu, họ chống đối, họ lên án Nguyễn Quang Trường. Bây giờ mình nhìn lại, như hồi nãy bác nhắc đến ông Nguyễn Cao Kỳ, đúng không ạ? Không tự nhiên mà ông về Việt Nam, tức là phải có người móc nối, có người đề nghị, đúng không ạ, rồi sắp xếp để có được cái sự kiện ông về Việt Nam. Đúng. Thì Hoàng Duy Hùng cũng vậy, đúng không ạ? Người ta móc nối với Hoàng Duy Hùng từ năm 2012-2013, đúng không bác? Tức là sau này Hoàng Duy Hùng xác nhận, và ông Tổng lãnh sự Houston, rồi ông Nguyễn Thanh Sơn cũng xác nhận. Tức là họ đã trao đổi, họ đã tính toán với nhau cả mười mấy năm nay rồi. Vâng, đấy là nghị quyết 36. Đúng ạ, thì đó cháu Hoàng nói cái nghị quyết 36 đúng sai này kia, đúng không? Bây giờ cháu đang nói lên cái vấn đề là Ngô Kỷ với Trần Nhật Phong, đúng không ạ? Thì như bác thấy rõ ràng, bởi vậy cháu mới nói là như bác biết là Nguyễn Quang Trường và Nguyễn Phương Hùng đã về Việt Nam từ cách đây mười mấy năm, đúng không ạ? Và Nguyễn Quang Trường đã không biết là vì những người chống cộng ở đây ép anh ta, đẩy anh ta vô cái thế mà anh ta bắt buộc phải chọn lựa, hay là cái đó đã là cái chọn lựa của anh ta từ trước rồi, cháu không biết. Nhưng mà rõ ràng là anh ta đã chọn con đường đó, đúng không ạ? Và đến ngày hôm nay anh ta sổ bài, và anh ta đã có chỗ đứng, anh ta đã có thành tựu, đúng không ạ? Bởi vì cháu mới nói, nhưng Ngô Kỷ và Trần Nhật Phong không hề chống đối, không hề lên án, không hề tẩy chay cái chọn lựa đó của Nguyễn Quang Trường. Bác biết cháu nói không ạ? Họ chỉ không có cái can đảm giống như
Nguyễn Phương Hùng giống như Nguyễn Quang Trường để vỗ ngực nói nè, tao nè, bây giờ tao bắt tay với Việt Cộng nó, mày làm gì tao? Bác hiểu không ạ? Nhưng mà Trần Nhật Phong quay ngược lại, lại là giống như Nam Quan bây giờ thôi, Trương Cờ Vàng nên chửi Cộng. Bác hiểu không ạ? Nhưng nếu mà anh mà thật tâm anh chửi Cộng thì anh không thể nào ngồi và vẫn là lén lút âm thầm mà coi như Việt Nam giờ là tương tác, đúng không ạ? Tức là có một cái mối giao hảo thấm thiết với Nguyễn Quang Trường được. Bác Bi cho nói không ạ? Tức là nếu mà nói về cái ý thức hệ, đúng không bác? Tức là nếu mà anh đã là một con người chống Cộng triệt để thì anh không thể nào mà tiếp tục làm bạn với một cái thằng nó đã về Việt Nam, nó quy thuận Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra cháu mới nói là họ đã âm thầm họ làm việc với nhau và cái nó liên tục mười mấy năm nay rồi chứ không phải là đến bây giờ. Tôi thì tôi cũng không đến nỗi có cái con mắt đa nghi của một cái nhà trinh thám vào ạ. Dạ. Thế nhưng mà họ là những các cái người mà tự phát tại vì rằng thì là cái tờ Việt Weekly cái hồi đó nó rất nổi. Dạ. Tôi nhớ rằng thì là cái lúc bấy giờ mà tờ Việt Weekly ra báo mà nó nổi một chồng nó cao hơn cái báo Sài Gòn nhỏ nhiều. Dạ. và những người chống Cộng ở Bôn Sa này đã thấy rằng thì là cái thằng nhỏ này Việt Weekly, cái thằng nhỏ này đó nó nguy hiểm quá. Dạ. Nó nguy hiểm quá. Gãi đúng chỗ ngứa thị hiếu của cộng đồng. Vâng, nó là lương chi của thời đại chứ cũng không phải rằng thì là nó mưu đồ gì. Dạ đúng. Dạ. Tức là họ muốn thời đại hoan nghênh nó. Dạ. Thời đại tức là một cái diễn đàn đa chiều, tức là anh ta sẵn sàng nói đa chiều chứ không có nói một chiều. Vâng. Thế thành ra mới thấy rằng thì là nó nguy hiểm, cho nên mới tấn công nó, mà đến nỗi rằng thì là nó không còn bán báo được nữa. Tất cả là tẩy chay đến mức độ mà chỗ này thì ném đổ ra, chỗ kia ném đổ ra. Cuối cùng thì là hắn ấy đành không đủ tiền in báo và thành ra đi về Việt Nam. Thì cái chuyện đó cháu cũng trải qua đó bác. Hắn ấy đi về Việt Nam thì nó cũng lại là một cái thằng có tài. Nó mấy năm trời, nó là người Nam Định. Tôi thấy nó có mấy cái clip nó về quê, nó tắm ở bên cái lu nước, nó lấy ráo dừa, nó tắm giống như Ngô Kỷ. Và, nó cũng lại làm một cái thông minh và trở về quê hương, trở về cái đất mẹ, không phải tắm cái này cái kia, bây giờ mới xối nước bằng cái lon cao ráo dừa, nó cũng giống như là nó mới một cái khác nữa mà nó cái nhà của hắn ấy gọi là cái tư dinh của hắn ấy nó thành công. Cháu hay gọi đùa là biệt phủ. Vâng, thì nó ra nó nhặt cỏ, hái cỏ ngoài vỉa hè thì nó cũng giống như là một cái thông điệp nói cho nó to chuyện. Tức là trong lòng hắn ấy hắn nghĩ như vậy. Thì bây giờ là tôi an phận ở chỗ này, tôi nghĩa là bãi đáp an toàn, một cách an nhiên tự tại về đối với đất mẹ, về với lại cái phần mà tôi đóng góp đối với xã hội được bấy nhiêu thôi. Tức là cái hậu vận đã thấy được cái vâng, hậu vận và được thế này thế là đủ rồi. Biết thế nào là đủ, chứ còn thì lại bắt đầu hoặc là lại còn ghen tức hay là đòi hỏi rằng thì là nhà nước hay là Cộng sản Việt Nam hay là cái nghị quyết 36 nó nhiều tiền lắm mà nó cho tôi ít. Cái điều đó thì nó có, tôi hơi nghi ngờ cái ông cái anh Phong Trần đó, Trần Hồng Phong đó, thì hắn ấy thì theo tôi thì nó cụ thể nhất là hắn ấy giáp nối
hắn ấy cũng có một tí nghiệp vụ, hắn ấy có technique, thì hắn ấy ráp nối, tức là hậu đoạn để mà làm phim, để mà ráp nối đó, và ráp nối cái mà mấy cái clip mà người ta đi ra Hoàng Sa, Hoàng Siếc ấy, Trường Sa, Trường Sa đó, thì là anh ấy ráp nối, và anh ấy nói rằng thì là có những cái thằng nó không có chuyên môn, nó không có chuyên nghiệp, thành ra chỗ tối chỗ sáng, rồi thì là những chỗ gì đó, hắn ấy, cái công của hắn ấy ráp nối tất cả cái đó là cả một cái mớ bòng bong, một cái công của hắn ấy ráp nối lại để thành ra một cái cuốn, mà một cái cuốn phim mà nó coi được, và cái đó không biết là cái tên hắn ấy đặt hay là người ta nói là Hoàng Sa trong mắt ai. Chứ như ông Nguyễn Phương Hùng cũng hay chọc là Trường Sa trong mắt chúng tao, hình như của nó là Trường Sa trong mắt chúng tôi gì đó, trong mắt ai. Dạ. Trong mắt ai đó, tại vì rằng hắn ấy không phải là người quay, cho nên hắn ấy nói là Trường Sa trong mắt ai. Dạ. Tôi thích cái Trần Hồng Phong, và khi mà nhắc tới Trần Hồng Phong, Trần Nhật Phong, Trần Nhật Phong, thì Trần Nhật Phong không biết hắn ấy cơ gọi là, nó cũng gọi là thực tế hay là lấu cá. Hắn ấy nói rằng cái nghị quyết 36 nó phải có tiền. Thì đó rõ ràng đúng. Nó cho bao nhiêu tiền? Thì có những cái tin đồn rằng thì là bên cạnh cái nghị quyết 36 thì nhà cầm quyền Việt Nam chi ra 100.000 đô la, và hình như là bốn cái mặt nổi đó, mỗi người 25.000 đô la. Theo cháu, tức là cái này họ trực tiếp nha, tức là cháu không muốn nêu tên mà cháu không có ý, nhưng mà cháu nghĩ là cái người này có thể tạm gọi là đại diện cho cái được gọi là nghị quyết 36 mà những người giống như Nguyễn Quang Trường ấy, để mà làm vai trò móc nối hoặc là đề xuất mà mớm ý mà để ngỏ lời đó, đại khái như vậy. Thì họ trực tiếp họ có nói với cháu đại khái mà cháu có thể nói là họ nói đến con số là họ sẵn sàng chi ra 10 triệu. Đúng không ạ? Dạ dụ để mà cho người này người kia, dạ dụ cháu nói ví dụ. Bây giờ nói đơn giản là vậy nè, hồi nãy bắt cháu mình nhắc. Tôi tưởng là 100 ngàn. Dạ không. Tức là nãy mình nhắc đến ông Nguyễn Cao Kỳ đúng không ạ? Bởi vì cháu mới nói là cái nghị quyết 36 có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ phải có một cái ủy ban, có một cái rất là gì bác? Task force. Tức là bên tiếng Việt Nam bây giờ họ gọi là một cái tổ đặc nhiệm gì đó, đúng không ạ? Ban chuyên án, tổ đặc nhiệm để thực hiện cái công việc đó. Thì đầu tiên hết phải có ngân sách, và điều thứ hai là họ phải lên và là chọn mục tiêu, đúng không ạ? Ý cho nó là tại sao mà họ chọn là Thích Nhất Hạnh, nhạc sĩ Phạm Duy và Nguyễn Cao Kỳ, tức là phải có kế hoạch, phải có mục tiêu, đúng không ạ? Và bởi vì trong đó bằng lòng những người đó, bởi vì trong đó phải có giai đoạn đó là những người cao, đúng. Bởi vậy bác, họ phải đánh giá những cái nhân vật để chọn lên danh sách, và họ sẽ dư sức để có ngân sách, đúng không ạ? Và có những cái nhân vật để mà tiếp cận, để mà tìm cách chiêu hồi, tìm cách thuyết phục. Thì qua cái giai đoạn những cái con chim đầu đàn tiêu biểu Thích Nhất Hạnh, Phạm Duy và Nguyễn Cao Kỳ, thì họ bắt đầu đi qua cái lứa khác, bác hiểu chúng ta. Giả dụ như lứa của Nguyễn Phương Hùng, rồi sau Nguyễn Quang Trường. Thì rõ ràng như nãy bác nói là tại sao họ chọn Nguyễn Quang Trường và Lê Vũ và Nguyễn Phương Hùng, và cháu nói xin lỗi thẳng luôn là Ngô Kỷ và Trần Nhật Phong, là như bác nói hồi nãy là lúc cái thời điểm đó họ nhìn, họ đánh giá là cái đám trẻ này, cái đám mà nổi loạn, cái đám truyền thông trẻ này, nó đánh động được cái lương tri, nó nắm bắt được cái thị hiếu của cộng đồng ở đây, thì chắc chắn họ sẽ tiếp cận. Bác hiểu chứ nào? Bằng chứng cháu nói là họ đã tìm cách họ tiếp cận Hoàng Duy Hùng từ lúc anh ta mới nổi lên làm chủ tịch cộng đồng, làm nghị viên, là họ tiếp cận liền. Bởi vì cháu khẳng định một lần nữa, chắc chắn họ đã tiếp cận Chí Tạ, Trần Thái Văn, Nguyễn Quốc Lân, chắc chắn họ đã tiếp cận rồi, đúng không bác? Thành ra cái chuyện mà nói là Alan Ford là lập công ty để huy động vốn 40 triệu, thì nó tiếng Anh mà Trần Nhật Phong không hiểu á, đối với cháu nó là smoking gun, đúng không ạ? Smoking gun là bằng chứng không thể chối cãi, cháu nhìn một cái cháu đánh hơi cháu biết liền. Vậy là anh đã được tiếp cận, và đó là cái mùi nhử, cái bã, và anh đã cắn câu.
Bác hiểu cháu là như bác nói, bác cũng thấy được vấn đề, bác nói là gió đã đổi chiều. Nhưng mà tôi vẫn cứ nghĩ rằng là tôi cũng vẫn nghĩ rằng thì là cái đáy của vấn đề là những người làm truyền thông hay là làm cái như là Ngô Kỷ, Trần Nhật Phong hay là Hoàng Duy Hùng hay Nguyễn Phương Hùng gì đó đều là những người mà nó cũng có lương tâm, có lương chi. Nhưng mà nếu mà đồng tiền mà nó lớn quá thì cũng yêu nước cách này hay cách khác, và tất nhiên là nếu có tiền thì tốt hơn, và có tiền thì phải moi. Cho phép cháu trở lại, nãy mình đang nói 10 triệu đúng không ạ? Thì cái người này họ có nói với cháu là trong lúc đang nói về Trần Nhật Phong đó, tức là bây giờ họ có nhắc đến cái ông Đỗ Sơn. Họ nói lúc đó cái thời mà 10 triệu đây là cách đây 20 năm đó, 10 năm, cách đây mười mấy năm đó. Ông nói họ sẵn sàng chi cho ông Đỗ Sơn 10 triệu đô la để mà ông này ông sắp xếp, ông như bác nói, ông chia cho mỗi đứa một ít, giống như Trần Nhật Phong ít, Ngô Kỷ ít, mỗi đứa một ít để mà âm thầm làm việc theo sự sai khiến của họ. Họ nói họ sẵn sàng chi 10 triệu đô la đối với họ không có là cái gì hết. Nhưng cái mà họ không có xúc tiến á bác là gì? Họ nói họ không tin được ông Đỗ Sơn, chứ không phải họ không dám chi 10 triệu đô la.